Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Và hôm nay Khoa xin mở thêm một chuyên mục chuyên về dự án Vinhomes Grand Park quận 9, thì Khoa sẽ cập nhật về tình hình thực tế hiện tại của dự án, cũng như việc thông báo từ bên chủ đầu tư, thông báo qua email cho các khách hàng của mình. Thì khi mà có những cái thông tin hay là những có email từ chủ đầu tư thì Khoa sẽ thông báo cho các anh chị trên cái YouTube. Thì Khoa sẽ mở một cái mục thông tin là Vinhomes Grand Park News. Và hôm nay là ngày 17 tháng 8. Vin có gửi thông báo qua email cho các anh chị. Thì các anh chị nào mà đã nhận được email thì hãy kiểm tra email nha, coi coi mình có nhận được cái email từ bên chủ đầu tư hay không. Nội dung của thông báo đó là thông báo về việc mở lại một số hạng mục tiện ích trong khu đô thị. Kính gửi quý cư dân đô thị Vinhomes Grand Park, thì ban quản lý khu đô thị Vinhomes đã gửi tới lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới cư dân của chúng ta. Theo như thông báo về việc tạm thời đóng cửa công viên Vinhomes Grand Park và các tiện ích ngoài trời, thì căn cứ vào tình hình thực tế Covid gần đây, ban quản lý xin trân trọng thông báo về việc mở cửa lại một số hạng mục tiện ích tại khu đô thị Vinhomes Grand Park từ ngày 18 tháng 8. Có nghĩa là trước đó do tình hình Covid diễn biến khá phức tạp, thì bên ban quản lý đã đóng tạm thời đóng các một số hạng mục như công viên, hồ bơi, khu vui chơi hay là công viên ánh sáng. Thì bây giờ do cái tình hình dịch đã được tạm thời đã được khắc phục, thì ban quản lý đã mở cửa lại cho cư dân để chúng ta có thể sinh hoạt vui chơi, tập thể dục thể thao. Nội dung như sau: mở cửa hồ bơi thì thời gian hoạt động sáng từ 6 giờ cho tới 12 giờ, chiều từ 14 giờ cho tới 21 giờ. Hình thức thanh toán là miễn phí, chỉ áp dụng với cư dân đã nhận bàn giao căn hộ. Hình thức vào cửa là thẻ cư dân cùng với vân tay xác nhận khi qua cửa, không áp dụng cho người thân không phải là cư dân. Các chị nhớ nha, người thân của mình là sẽ không phải là cư dân ở trong đó là sẽ không được nha. Có nghĩa là những người mà sống chung gia đình của mình á, là trước đó là mình đã đăng ký cho bên ban quản lý rồi thì sẽ được sử dụng. Còn như mà bạn bè hay là người thân ở đâu mình mời tới mà chưa từng đăng ký bên đó thì sẽ không được vào nha các anh chị. Nên các anh chị có thể chúng ta cân nhắc về việc này. Còn về việc mở cửa các sân thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tennis, thì thời gian hoạt động sáng từ 6 giờ tới 12 giờ, chiều từ 14 giờ tới 21 giờ. Hình thức thanh toán cũng là miễn phí, chỉ áp dụng cư dân đã nhận bàn giao căn hộ. Quý cư dân vui lòng mang thẻ cư dân khi vào sân, không áp dụng cho người thân không phải là cư dân. Hình thức đăng ký của các loại hình trên như mỗi căn hộ được đặt tối đa một lịch, một lần đặt và một ngày, và chỉ đặt tiếp sau khi sử dụng xong. Thời gian đặt lịch từ 6 giờ tới 21 giờ hàng ngày trong phạm vi một tuần. Có nghĩa là trong một lần đặt thì các anh chị chỉ được đặt một lần thôi, một lịch một lần thôi trong vòng một ngày. Và sau các anh chị sẽ không được đặt trước hai lần. Và cũng như các anh chị khi mà đặt một lần rồi, chúng ta phải sử dụng cái lần đặt này, rồi sau đó chúng ta mới đặt tiếp. Ví dụ hôm nay chúng ta đặt cho ngày thứ bảy, thứ bảy là khoảng 5 ngày nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng tới 5 ngày sau, cho tới ngày thứ bảy chúng ta sử dụng xong rồi chúng ta mới được quyền đặt tiếp một lần nữa nha các anh chị. Chứ không phải là chúng ta chọn 2 ngày hay 3 ngày chúng ta đặt một lần là không phải. Về việc mà cư dân có thể đặt lịch qua tính năng của Vinhomes trên ứng dụng VinID, thì bước 1 là
tải ứng dụng VinID hoặc cập nhật phiên bản mới nhất. Bước 2, đăng nhập đăng ký bằng số điện thoại trong nhân khẩu tại VinHomes. Bước 3, truy cập biểu tượng VinHomes trên màn hình chính của VinID. Bước 4, trong tính năng VinHomes, chọn mục tiện ích và tiến hành đặt lịch. Lưu ý là ban quản lý sẽ mở tính năng đặt lịch trên ứng dụng VinID từ 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2020. Trong trường hợp quý cư dân đã đặt chỗ nhưng không sử dụng, vui lòng hủy trước muộn nhất 2 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ. Nếu quý cư dân không thông báo hủy lịch thì sẽ không được đặt lịch sử sử dụng trong vòng 1 tháng nha các anh chị. Các anh chị nào mà đã đặt rồi thì nếu mà không tham dự được thì hãy hủy trước ít nhất là 2 tiếng để cho các cư dân khác người ta có thể sử dụng cái khoảng trống của mình. Thì để tại vì cái tiện ích thì không nhiều lắm, số lượng cư dân thì chúng ta là rất là khủng. Nên chúng ta có thể dành những cái tiện ích này khi mà chúng ta không sử dụng cho những cái cư dân khác, cho người có nhu cầu hơn. Về việc đối với công viên và vườn nướng BBQ thì tiếp tục tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng. Thì ban quản lý xin hân hạnh được phục vụ quý cư dân trong thời gian tới. Mọi ý kiến đóng góp quý cư dân vui lòng chuyển về cho chúng tôi qua địa chỉ thư sc@vinhomes.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline của ban quản lý 028 3636 1999 để được hỗ trợ kịp thời. Kính chúc quý cư dân cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng cảm ơn. Notice: reference reopening some outdoor amenities in VinHomes Grand Park. Dear valued residents of VinHomes Grand Park, VinHomes Grand Park Management Board, we would like to send warmest greetings, best wishes and a sincere thanks to you as well as your family for the trust in VinHomes. You know, during past times, following notice number 26/2000 TBVHGP about the temporary close the park and outdoor amenities basis on the recent COVID-19 pandemic situation, the management board respectfully notified all residents of reopening some outdoor amenities in VinHomes Grand Park from 18 August 2020, detail as below. Open swimming pools. Operating hours morning from 6 a.m. to 12 p.m. Afternoon from 2 p.m. to 9 p.m. Payment method free of charge. Only for residents who have received the handover of apartments. Entrance method resident card plus fingerprint confirmation when passing the gate. Not applicable for relatives not being residents. Open the sport court: football, basketball, volleyball, table tennis, badminton, tennis. Operating hours morning from 6 a.m. to 12 p.m. Afternoon from 2 p.m. to 9 p.m. Payment method free of charge. Only for residents who have received the handover of apartments, please bring the resident card when entering the court. Not applicable for relatives not being residents. Registration method. Each apartment could be booked up to one booking per day and only booking continually after use. Scheduling time is from 6 a.m. to 9 p.m. daily, and within 1 week, residents could be a schedule through the VinHomes feature on the VinID app. Step 1. Download the VinID app or update the latest version. Step 2.
saying register by phone number registered in demographic on Vinhomes. Step 3. Accept the Vinhomes icon on the main VinID screen. Step 4. In the Vinhomes feature, select amenities and make a schedule. Noting, the management board will open the booking feature on VinID app from 8 a.m. on 18 August 2022. In case of residents have booked but not used, please cancel at least 2 hours before the schedules you have booked. If you don't notify your schedule, you will not be to book the service within 1 month. If you don't notify us to cancel your schedule, you will not able to book the service within 1 month. I just remember this one. For the park and BBQ garden, continue closed until we receive the new notice from the government. The management board is pleased to serve on residents this coming time. If you have any question, kindly contact us via email scranbach@vinhomes.vn or call us directly via the Vinhom Ranbach Service Center hotline number 028-3636-1999. For further information and assistance, we wish you and your family good health, happiness and success. Sincerely yours. Phía trên là các thông báo trong cái email mới nhất, thì các anh chị hãy lưu ý nha. Hiện bây giờ chúng ta đã có thể quay trở lại về những cái hoạt động vui chơi giải trí ở ít nhất là tại công viên nội khu của chúng ta rồi. Thì tới đây thì Khoa xin tạm ngưng cái việc thông báo này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Nếu các anh chị thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip hay là các thông báo mới nhất từ Vinhomes Ranbach. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.